Tôi sẽ bắt đầu như thế nào? Ở đây có bao nhiêu anh chị là chủ doanh nghiệp thì giơ tay? À vâng, hơn một nửa. Vâng, thế thì chúng ta dễ nói chuyện với nhau. Tôi muốn nói đấy, các anh chị có thể ý không? Sau mùa dịch, thực ra chúng ta cảm thấy rất là phấn khởi. Chúng ta bán được hàng, chúng ta kinh doanh được. Nhưng bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, cho đến thời điểm này, các anh chị cảm thấy rất rất khó khăn và ngày càng khó khăn. Câu mà tất cả các chủ doanh nghiệp đang chia sẻ với chúng tôi là gì ạ? Là dạo này như khách hàng đi đâu mất. Đấy là thực tế. Chính xác như vậy. Thị trường đang đi xuống. Mọi người dân đang giữ lại tiền. Người ta không tiêu tiền nữa. Và tôi muốn nói này, tại thời điểm khó khăn này, thì một trong những câu gọi là chân lý của trong hoàn cảnh này là gì ạ? Cash is the king. Tức là tiền mặt là ông vua. Vì vậy tại thời điểm này các anh chị phải vô cùng thận trọng, bất kể trước các lời rủ rê về việc là đầu tư sẽ mua bất động sản, đầu tư mua bất kỳ cái gì. Vâng, chúng ta giữ tiền. Dạ vâng. Bởi vì chúng ta không có quá nhiều tiền, chúng ta phải giữ tiền và suy nghĩ thật cẩn thận để chốt hạ. Bởi vì người ta đều nói rồi, khi mà thị trường đang đi lên ấy, ai cũng kiếm được tiền. Nhưng khi thị trường mà đang đi xuống thì đây là cơ hội được kiếm được rất rất nhiều tiền. Các anh chị ở đây chắc cũng đã từng trải qua cái thời kỳ 2008-2012 khi mà bất động sản đóng băng, hồi đấy là đóng băng và cắm đầu. Thì khi đấy ai mà đầu tư lúc đầu chỉ mất tiền, nhưng mà ai mà chốt hạ được thì giờ này cười hơi bị tươi. Những ai năm ngoái khi mà thị trường chứng khoán đang từ 700 điểm lên 1.500 điểm thì hay lắm, nói như rời như đất. Tôi gặp mấy người bạn, ôi em chốt con này bởi vì tình hình kinh doanh nó thế này, em chốt con kia vì tình hình nó thế kia. Đến khi mà nó tụt xuống 1.000 đi bằng hết. Cuộc đời nó thế. Còn bây giờ là lúc rất khó khăn. Thực sự các anh chị sẽ có cảm giác thấy là hình như khách hàng họ đi đâu mất. Thế thì có hai lý do ở đây mà chúng ta gặp phải. Lý do thứ nhất là gì ạ? Là thực sự khách hàng đang giữ tiền. Nhưng mà lý do thứ hai mà có thể các anh chị không để ý là những người khác đang cướp mất khách hàng của chúng ta. Bởi vì chúng ta vẫn tiếp tục kinh doanh theo những cách mà lâu nay chúng ta kinh doanh. Ban tổ chức có thể chuyển thành slide cho tôi. Xưa nay chúng ta vẫn kinh doanh và bây giờ chúng ta nghĩ rằng sau mùa dịch chúng ta làm ăn tốt thế và chúng ta vẫn giữ nguyên cách như vậy. Và bây giờ khách hàng đang chạy sang chỗ khác mất. Vừa rồi tôi chia sẻ, chúng tôi đi sang Trung Quốc. Hiện nay tại 5 cửa khẩu nối với Việt Nam, họ thành lập cái 5 cái tổng kho. Tất cả những hàng Trung Quốc tốt nhất họ đều để ở đây. Và tiếp đến nữa là gì? Hàng loạt các thành phố, cụ thể bây giờ Hải Phòng, họ thành lập một kho ngoại quan cực kỳ lớn. Ở tại tất cả các điểm sát biên giới, họ tổ chức hàng trăm và sắp tới là hàng nghìn người livestream bán hàng tất cả các loại mặt hàng. Và họ cũng làm cái hệ thống là thông quan cũng như hệ thống logistics để đảm bảo 24 tiếng các anh chị sẽ nhận được hàng. Và hệ thống này đang chạy thử và nó sẽ chạy một cách ồ ạt trong thời gian tới. Và tất cả những anh chị nào ở đây đã từng bán hàng livestream, bán hàng online, các anh chị bán hàng tại các shop của mình sẽ đứng trước một nguy cơ vô cùng lớn, sẽ loại mình ra toàn bộ trường đấy. Bởi vì họ đã áp dụng một mô hình nó gọi là direct to sell, tức là hàng từ nhà máy sẽ qua tổng kho đấy, không qua tất cả các khâu trung gian như là các nhà phân phối, các nhà bán lẻ như hiện nay, và chạy thẳng đến tay người tiêu dùng. Và họ cũng đang làm việc với tất cả các tổ chức tài chính, tôi nói là tổ chức tài chính chứ không phải ngân hàng, để làm sao khách hàng có thể là buy now pay later. Tức là bây giờ các anh chị mà tuột cái điện thoại ra khỏi tay, vào tay bạn gái, bạn trai, tay con mình, nó chọn một thứ ngon lành, nó bấm bụp một phát, thì có nghĩa là anh chị sẽ trả nợ trong vòng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng tới. Tức là phong cách nó gọi là buy now pay later, tức là mua bây giờ và trả tiền sau. Các anh chị hình dung hệ thống logistics là 24 tiếng, hàng hóa là giá cực kỳ rẻ bởi vì không có hệ thống trung gian. Dạ vâng. Và bây giờ không còn nói là hàng tàu nữa, mà hàng Trung Quốc khác hàng tàu.
Và tôi nghĩ rằng áp lực này sẽ vô cùng lớn đối với những người làm sản xuất, những ai làm sản xuất ở đây, đối với những ai làm thương mại ở đây sẽ là áp lực vô cùng lớn. Vì vậy thì chúng ta đang nhận thấy đúng là thị trường khó khăn. Tất cả mọi dự báo cho thấy rằng là kinh tế thế giới đã giảm xuống trong năm 2023 và chưa có gì sáng sủa trong những năm 2024 và 2025. Đây là thực tế trên thế giới. Ngay ở Việt Nam, chúng ta đều biết năm 2022, ngay sau mùa dịch, chúng ta đã đạt được mức tăng trưởng là 8%. Còn năm nay có lẽ rất khó khăn nếu chúng ta muốn hoàn thành mức 5-6%. Tức là gì? GDP cả nước sẽ giảm sút. Và tôi nói thật, mọi người rất hay hỏi tôi là anh Tiến ơi, năm 2024-2025 nó sẽ thế nào? Và câu trả lời tôi cũng nói luôn, tôi không biết. Dạ vâng, tôi được cái tính thẳng thắn, cái gì tôi không biết tôi nói không biết. Bởi vì nếu biết thì chúng ta rất giàu. Hiển nhiên là như thế. Và chắc là tôi không giàu lắm. Thế hình ra tôi không biết là 2024-2025 thế nào. 2024-2025 thế nào? Hỏi chuyên gia chứng khoán ngồi kia. Dạ vâng. Thế nhưng tất cả các con số ở đây các anh chị có thể nhìn thấy là tăng trưởng GDP sau 2022 8%, thì tất cả các dự đoán đều thấp hơn năm 2022. Và mọi người hy vọng là với năm 2024-2025 sắp tới, với những chính sách mạnh mẽ của nhà nước, đặc biệt là việc đầu tư công một cách vô cùng lớn trong thời gian tới, thì sẽ cải thiện tình hình. Đấy là hy vọng. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng với những doanh nghiệp tư nhân chúng ta, khó khăn vẫn còn đầy rẫy. Khó khăn bởi vì người dân không bỏ tiền ra mua đồ hàng của chúng ta, mua dịch vụ chúng ta. Khó khăn bởi vì bây giờ khách hàng của chúng ta, khách hàng hiện hữu chúng ta đang chạy sang đi mua ở những nơi khác. Như vậy thì thấy rất là rõ là ngày hôm nay đang ngồi ở trong căn phòng này, những nhà lãnh đạo, các anh chị đang là những nhà lãnh đạo, sẽ là những nhà lãnh đạo, phải làm gì trước hoàn cảnh này? Thế thì anh Lương, anh có ghi ra là thay đổi hay là chết? Tôi nghĩ là chữ chết ở trong nháy nháy. Chúng ta có lẽ, rất nhiều người trong số chúng ta ngày hôm nay ngồi đây, năm sau chúng ta đã phải rời khỏi cái môi trường quen thuộc của mình, cũng có thể phải đóng cửa doanh nghiệp của mình nếu như chúng ta không thay đổi. Chúng ta đã từng thành công ở trước mùa dịch, chúng ta đã từng tồn tại một cách xuất sắc trong mùa dịch, chúng ta đã bùng nổ sau mùa dịch. Nhưng bây giờ có thể chúng ta đứng trước những cái khó khăn mà sang năm tới chúng ta đành phải gạt nước mắt, đóng lại những cái doanh nghiệp, đóng lại những hướng kinh doanh của mình nếu như thực sự ngày hôm nay chúng ta không thay đổi. Và khi cần phải thay đổi thì tôi muốn chia sẻ bài học từ chính FPT. Bài học này không phải ở bên ngoài. Chúng tôi gọi là bài học của chính người FPT trong suốt 35 năm qua. 13 tháng 9, tháng tới đây, chúng tôi sẽ kỷ niệm 35 năm. Thế để có vài con số các anh chị thấy rằng là chúng tôi không chỉ biết nói, mà chúng tôi quan trọng là nói được làm được. Tôi muốn nói như này, trong suốt mùa dịch, trong năm 2022 và bây cả 6 tháng đầu năm 2023, FPT vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cả doanh thu lợi nhuận trên 20%. Hiện nay chúng tôi đang có 65.000 người, và chắc là một trong vài doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam về số người. Chúng tôi có doanh thu chắc là khoảng 100.000 tỷ, lợi nhuận chắc là gần 10.000 tỷ trong năm nay, và hoạt động trên 34 quốc gia. Thì tôi muốn nói ở đây là 4 bài học mà chúng tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở ngay đầu giờ. Bài học đầu tiên nghe rất buồn cười là gọi là đếch biết gì cũng tiến. Chữ đếch đây được bản quyền của chúng tôi, nó không viết theo chữ bình thường. Ở đây tôi muốn nói như này, các anh chị trong cả ngày hôm nay đã đi học, các anh chị đã đi học nhiều khóa, thì người ta hay có đoạn phân tích thị trường, hay dùng cái từ gì nhỉ? SWOT đúng không? Phân tích SWOT, tức là phân tích thị trường thế nào, mình mạnh thế nào, địch mạnh thế nào, vân vân và vân vân. Thì tôi muốn nói, nếu với tất cả những phương pháp luận đấy, chúng ta nên đóng cửa và không kinh doanh nữa. Bởi vì thực sự là so sánh ra thấy chúng ta có toàn các điểm yếu, chúng ta không có cách nào địch nổi các địch thủ của chúng ta. Chúng ta ở môi trường mà chúng ta không thấy có lợi thế gì cả. Nếu như thực tế thế thì các anh chị đã không đi làm kinh doanh từ lâu rồi. Vốn chúng ta ít, đúng không? Công nghệ chúng ta không có nhiều. Khách hàng chúng ta không làm chủ được. Rồi đối thủ quá mạnh. Thế nhưng với tinh thần gọi là đếch biết gì cũng tiến, với ở người lãnh đạo, chúng ta vẫn sẵn sàng làm.
Tôi kể câu chuyện của chính FPT chúng tôi. Vào năm 1998, vào mùa thu năm 1998, đúng cách đây 25 năm, thì anh Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT, đặt cho chúng tôi một quyết tâm. Là gì ạ? Go global, vươn ra toàn cầu. Và khi đấy, chúng tôi mới quyết định là sang Silicon Valley ở Mỹ. Chúng tôi mở văn phòng về đây. Chúng tôi vác tiền sang đấy, chọn những người giỏi nhất sang đấy. Sau một năm, các anh chị biết điều gì xảy ra không ạ? Tiêu hết tiền và đóng cửa. Vâng, đi về. Chúng tôi mới bảo, à, như vậy là mình biết lập trình, nhưng mình không biết làm phần mềm. Chúng tôi lại quyết tâm. Chúng tôi hỏi là ở đâu người ta làm phần mềm tốt nhất? Mọi người bảo chúng tôi là ở bên Ấn Độ. Chúng tôi lại chọn những người giỏi nhất. Những người đấy hiện nay, chẳng hạn như một trong mấy anh đấy hiện nay là tổng giám đốc của công ty phần mềm của chúng tôi. Đã sang Ấn Độ, mở công ty tại Bangalore. Mang tiền theo, thuê người Ấn Độ, 30 người Ấn Độ để chúng tôi học xem là người ta làm phần mềm thế nào. Và quyết tâm là phải có khách hàng. Sau một năm, điều kỳ lạ xảy ra là gì ạ? Thật là tuyệt vời, tiêu hết tiền và không có khách hàng. Đóng cửa đi về. Thế nhưng, đúng lúc mà chúng tôi hoang mang nhất, chúng tôi quyết định là thôi, mình quay về Việt Nam, đất nhà. Anh Bình nói là nếu các em tiếp tục làm Việt Nam, chúng ta chắc chắn là số 1. Thế nhưng, cái này nó không thỏa chí được. Và anh Bình nói là các em hãy nhớ rằng vào mùa thu năm 1946, trong bức thư gửi thiếu nhi nhi đồng cả nước, thiếu niên nhi đồng cả nước, Bác Hồ nói rằng, Bác Hồ mong muốn rằng thế hệ trẻ phải sánh vai cường quốc Nam Châu. Hàng ngàn, hàng vạn người Việt Nam đi lao động thuê tại Nhật Bản, tại Hàn Quốc, tại Đài Loan, tại Trung Đông. Và ngày hôm nay chúng ta phải mang trí tuệ Việt Nam chứ không chỉ mang sức lực đi ra toàn cầu. Và anh yêu cầu chúng tôi là làm tiếp. Và lúc này một điều tuyệt vời đã xảy ra. Khi mà các anh chị thực sự dành tất cả tâm huyết, sức lực, tiền bạc của mình làm việc gì đấy, thì có một câu rất hay là dường như vũ trụ nghe thấy điều đấy. Và vũ trụ sẽ giúp các anh chị. Giống như người Nam chúng ta hay nói ấy, khi mà chúng ta đã thực tâm, thực lòng làm chuyện gì đấy, thì bà sẽ đỡ, cô sẽ thương. Dạ vâng, có đúng không ạ? Và khi người lãnh đạo với một tinh thần, với một ý chí, tất nhiên phải học rất nhiều, phải đi làm rất nhiều, nhưng mà với tinh thần quyết tâm đến mức là đếch biết gì cũng tiến, thì toàn bộ FPT chúng tôi lúc đấy những người lính có tinh thần gì ạ? Cứ máu có lẽ là xong. Tại sao? Bởi vì lúc đấy khi chúng tôi bắt đầu đánh giá kiểm điểm, thì bọn tôi phát hiện ra là trình độ làm phần mềm mình thì kém, tiếng Anh thì ngọng nghịu, quy trình thì chưa có, chất lượng thì chưa đảm bảo, không có cách nào cạnh tranh được với các kỹ sư ở Mỹ, ở Ấn Độ, ở nước Anh, ở Israel, ở nhiều nước khác. Và nếu như cứ tính như vậy thì chẳng bao giờ làm được cái gì cả. Thế nên một cái tinh thần rất đặc biệt là cứ máu có lẽ là xong. Bọn tôi quyết tâm làm. Và tôi vẫn nhớ ngày đấy có một bác lãnh đạo của Nhật Bản. Bác nói câu này mà bọn tôi vừa buồn cười vừa đau. Bác bảo là hồi bọn mày sang Nhật Bản trình bày, tới hồi 2002 á, nghe bọn mày nói, tao đã nghi nghi là bọn mày không biết gì. Vâng, đến khi sang Việt Nam thì hóa ra là bọn mày không biết gì thật. Đấy. Thế nhưng chúng tôi đã thể hiện được một tinh thần quyết chiến đoàn kết. Ngày đấy chúng tôi làm hỏng việc, họ hủy hợp đồng. Thế nhưng buổi tối hôm đấy thì buồn quá, anh em ấy, cả hội túm lại, uống rượu cùng nhau và bọn tôi hát cùng nhau. Thế thì ngay sau sau bác ấy quay lại, bác bảo là tôi thấy các anh rất đoàn kết, các anh có thể hát với nhau cả trăm bài, ôm nhau hát trong thất bại như vậy, thì tôi đoán là các anh làm việc cũng tốt, chẳng qua chúng tôi chưa biết giao việc mà thôi. Và bác ấy đã giao việc cho chúng tôi, chọn việc để giao. Và đến ngày hôm nay ở FPT đang có cả ngàn bạn làm việc cho công ty đấy, cực kỳ tự hào. Tôi vẫn nhớ cái bài hát mà chúng tôi hát trong những lúc đau khổ như thế. Cái gì nhỉ? Uống nữa đi ông, cho hết cái ly này đi, mình uống cho quên khổ đau đời máy tính. Một ly rượu đắng giúp ta quên sầu người ơi, giúp ta quên sầu người ơi. 100 bạn ở dự án đã hát bài đấy.
Và lúc đấy thực sự là đau khổ vì mất việc, thực sự đau khổ bởi mình quá kém. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn thể hiện một cái tinh thần đoàn kết, tinh thần máu lửa, cứ máu có lẽ là xong. Và câu chuyện thứ ba, áp dụng chiến tranh nhân dân. Cái điều này rất ít người biết, nhưng giờ này khó khăn tôi muốn nói. Suốt 2.000 năm lịch sử của dân tộc ta, thì các anh chị quay lại nhìn mà xem, cứ lúc nào mà toàn dân ta, từ vua đến người dân, đoàn kết, thì bất kỳ kẻ thù nào chúng ta đánh thắng. Ba lần đánh thắng Nguyên Mông, khi mà từ ngựa vua cho đến người lính, cho đến người nông dân bình thường đều khắc hai chữ sát thát, chúng ta đã chiến thắng. Nhưng ngay sau đấy chúng ta đã mất nước vì chuyện nhà Minh. Bởi vì sao? Bởi vì người dân không tin vào vua Hồ Quý Ly. Và cứ khi nào mà chúng ta không đoàn kết thì chúng ta lại mất nước. Mới ngày hôm qua ở Hà Nội, tôi nói các bạn ở Hà Nội, các bạn có hình dung ra một cái Hà Nội anh hùng như thế. Nhưng ngày xưa đã có thời kỳ 100 lính Pháp với 2 khẩu Đại Bác đã chiếm thành Hà Nội một cách dễ dàng. Nó bắn có 2 khẩu phát Đại Bác, lính ta vứt sạch vũ khí, 3-4 nghìn lính vứt sạch vũ khí chạy trốn, làm cho Tổng đốc Nguyễn Chí Phương phải tự sát. Đấy, khi không đoàn kết, không có ý chí thì nhanh chóng thất bại. Thì một trong vũ khí thượng thặng của người dân tộc Việt Nam là gì ạ? Là chiến tranh nhân dân. Là làm sao từ người cao nhất cho đến những người dân bình thường, thì ở bây giờ doanh nghiệp các anh chị cũng vậy, phải làm sao đoàn kết từ người chủ tịch cho đến anh bán hàng, từ tổng giám đốc cho đến cô làm dịch vụ, để cùng nhau một ý chí siết chặt đội ngũ lại để vượt qua khó khăn bây giờ. Thì đấy là điều thứ ba. Điều thứ tư ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ là technology driven, đọc là driven, không đọc là driven, driven business. Có nghĩa là gì? Ngày hôm nay thế giới đã thay đổi, xã hội đã thay đổi, khách hàng thay đổi, và đối thủ cạnh tranh nó cũng thay đổi. Thì công nghệ đã trở thành một vũ khí để các anh chị chiến thắng. Vũ khí quan trọng nhất bây giờ là công nghệ. Tôi nói một ví dụ, khách hàng bây giờ chúng ta ở đâu? 72 triệu người ở trên TikTok, 70 triệu người trên Facebook, 70 triệu người nữa đang sử dụng Zalo. Và khách hàng ở đâu? Chúng ta phải ở đó. Có nghĩa là chúng ta phải bán hàng cho bằng được, chúng ta phải làm marketing cho bằng được, chúng ta phải làm thương hiệu cho bằng được, chúng ta phải lắng nghe khách hàng cho bằng được ở trên tất cả các môi trường mạng xã hội. Và làm được điều đấy thì không có cái máy chạy cơm nào làm được cả. Cần có công nghệ. Đây là 4 điều mà chúng tôi đúc kết với những bài học suốt 35 năm qua ở FPT. Bài học cho lãnh đạo, đếch biết gì cũng tiến. Nói là đếch biết gì nhưng học nhiều lắm. Học mỗi ngày luôn. Và ngày hôm nay khi một cuối buổi tôi sẽ chia sẻ những chương trình mà các anh chị rất nên học. Và với người lính thì là gì ạ? Cứ máu có lẽ là xong. Tinh thần là phải như thế. Rồi gì ạ? Áp dụng chiến tranh nhân dân để làm sao từ chủ tịch cho một nhân viên bình thường của một doanh nghiệp đoàn kết, chia sẻ nhau cùng mục tiêu. Và điều thứ tư, công nghệ bây giờ không chỉ là công cụ, công nghệ bây giờ là vũ khí để cạnh tranh. Dạ vâng. Và ở đây có một cuốn sách tôi rất hay chia sẻ. Tôi cũng kể chuyện các anh chị buồn cười như thế này. Tôi không nhận được hoa hồng đồng nào của nhà xuất bản này, nhưng mà tôi biết là từ ngày mà tôi tuyên truyền quyển sách này, họ bán được hơn 1.000 quyển nữa rồi. Không biết là ai có quen ông giám đốc nhà xuất bản đấy không, nhắc nhở câu đáng nhẽ phải có tiền hoa hồng cho tôi, không sau tôi bỏ cái quyển sách này xuống. Think again. Cuốn sách này á, tôi muốn nói như này, anh chị nào ở đây tự cho là mình đã thành công thì mua quyển sách này, còn nếu không chưa thành công, đang lao động mỗi ngày để phấn đấu thành công, đừng mua. Dạ vâng. Sẽ ai có bao nhiêu người sẽ mua quyển này, giơ tay cái. Ít thế ạ. Dạ vâng. Thôi được, hôm nay bán được ít quyển sách. Thì tôi muốn nói này, Think Again là một cuốn sách dành cho những doanh nghiệp đã thành công, dành cho những ông chủ đã thành công. Vì sao? Vì khi chúng ta đã thành công, chúng ta nếu cứ tiếp tục ngủ quên trên chiến thắng, chúng ta sẽ đứng trước một thất bại mà không gượng dậy được. Các anh chị có nhớ đến điện thoại Nokia không? Ai ở đây chắc cũng đều đã dùng Nokia, trừ khi trẻ quá, trừ khi các bạn trẻ quá thì chưa dùng Nokia. Nokia đã có lúc 72% thị trường điện thoại tại Việt Nam là Nokia. À, tôi cũng phải khoe, ngày xưa tôi là giám đốc đơn vị phân phối Nokia ở cả Việt Nam.
Khi đấy cứ 10 người dùng điện thoại, 7 người dùng điện thoại có cái tem là FPT. Tôi hồi đấy làm tổng giám đốc đơn vị đấy. Thì tôi muốn nói này, ông CEO của Nokia khi gặp tôi ông nói, và sau đấy ông nói ở khắp các diễn đàn là gì? Chúng tôi không làm gì sai, nhưng Nokia vẫn sụp đổ. Vì sao? Vì ông chưa chịu đọc cái quyển sách này. Think again có nghĩa là chúng ta phải ngồi lại. Chúng ta xem là chúng ta thành công vì những việc gì. Chúng ta xem là xã hội biến động ra sao, thị trường đã thay đổi thế nào, đối thủ cạnh tranh đã thế nào, khách hàng đã thế nào, để chúng ta có bước vững tâm suy nghĩ là phải làm gì mới trong tương lai. Một cái từ mà tôi dùng trong doanh nghiệp là gì? Nghĩ khác, làm khác. Bởi vì chúng ta đã rất thành công, chúng ta sẽ làm theo quán tính. Chúng ta sẽ luôn luôn có cái câu là tôi biết rồi. Cái câu tôi biết rồi là đã chuẩn bị sẵn mồ chôn cho các doanh nghiệp. Và chính lãnh đạo Nokia cũng là những người tôi biết rồi. Họ nghĩ rằng cái điện thoại là phải có 30, 40 cái phím bấm như vậy. Họ không thể tưởng tượng cái điện thoại là không có phím bấm mà Steve Jobs nghĩ ra. Họ nghĩ rằng là một người kiểu như Steve Jobs thì mới nghĩ ra cái điện thoại kỳ quái thế, ai mà dùng. Nhưng mà họ đã ngủ quên nhân nhân thắng. Thì ở đây nó cho phép một người lãnh đạo sẽ dừng lại, suy nghĩ cẩn thận về tương lai và nghĩ khác, làm khác cho tương lai của mình. Và tôi nhắc lại nhé, cuốn sách này á, chỉ dành cho những người đã thành công. Anh chị chưa thành công đừng mua. Mua và đọc là tẩu hỏa nhập ma đấy. Tôi biết rằng là mọi người hay nói đủ các loại sách. Tôi nói thật nhé, các anh chị đọc ít thôi. Đọc nhiều nó ngộ chữ, mở mồm ra là trích dẫn sách. Không ăn thua đâu ạ. Tất cả những hội đọc nhiều sách đấy chưa bao giờ thành công. Dạ vâng, không đọc sách thì không thành công. Nhưng mà tất cả những hội đọc nhiều như vậy ấy, không thành công được đâu. Nó ngộ chữ quá. Thế thì ở đây khi mà tái tư duy, tức là think again, nó cung cấp cho các anh chị ba điều. Điều thứ nhất là các anh chị sẽ nghĩ khác vì những gì đang có, nghĩ khác về cái thực tại mình đang có. Điều thứ hai các anh chị nhìn thấy là một cơ hội rất là mới lắm, là có thể thay đổi được tổ chức của mình, làm mới được tổ chức của mình. Và điều thứ ba, các anh chị sẽ nhìn ra được những thị trường khác, nhìn ra được những cơ hội khác và nhìn ra được những bầu trời khác so với những gì chúng ta đang làm. Bởi vì khi chúng ta đang làm, chúng ta cực kỳ say máu, đặc biệt là các lãnh đạo doanh nghiệp đang ngồi ở đây. Chúng ta đã có kiếm được tiền, đã thành công là chúng ta rất khó thay đổi. Dạ vâng. Thế thì ở đây, thời đại ngày hôm nay đã có một điểm rất khác. Nếu như ngày xưa tất cả các lãnh đạo rất sợ thất bại, rất sợ thất bại, thì ngày hôm nay một trong những tâm thế, một trong cái phẩm chất của người lãnh đạo ngày hôm nay là gì ạ? Right to fail, ready to loss, tức là sẵn sàng cho thất bại. Nghĩa là gì? Nếu như các anh chị đứng trước ngã ba đường, ngày xưa chúng ta suy nghĩ rất lâu về chuyện là rẽ phải, rẽ trái, thì ngay lập tức bây giờ cử ngay một thằng đàn em thân tín nhất rẽ trái, không thích thì rẽ phải cũng được. Nếu mà lúc sau thấy nó quay lại thì biết nó teo rồi. À như vậy thì mình sẽ rẽ phải. Còn nó đi mãi không thấy nó đâu, chắc đường này là đường đúng. Vâng, cái tâm thế này rất khác. Tức là gì? Chúng ta sẵn sàng thử những cái mới. Chúng ta sẽ dành 80% nguồn lực và tiền bạc vào những việc chúng ta đang làm. Người ta gọi là tập trung vào những gì mà giá trị cốt lõi. Nhưng chúng ta sẽ để dành ra 20% nguồn lực để sẵn sàng thử những cái mới. Và chúng ta sẽ chấp nhận những cái mới này có thể thất bại. Right to fail, ready to loss là như vậy. Dạ vâng. Điều này rất khác ngày xưa. Tất nhiên tôi cũng nói đi nói lại, khi chia sẻ tôi luôn nói 80% nguồn lực các anh chị phải tập trung vào các lĩnh vực chính của mình, vào khách hàng chính của mình. Quy luật 80-20 luôn luôn đúng rồi thế. Tức là 20% khách hàng sẽ mang lại 80% lợi nhuận, hiển nhiên đúng. 80% sức lực các anh chị dành vào đấy. Nhưng luôn luôn chúng ta sẵn sàng những cái mới, thử cái mới, và có thất bại cũng không sao cả. Dạ vâng. Tất nhiên các anh chị đừng chơi cái môn gọi nó gì nhỉ, trong nghề chúng ta gọi là all in à. Ở đây có ai đánh bài không? Khi mà đánh poker ấy, all in có nghĩa là đánh tất tiền bạc vào một cửa. Giống như là bây giờ mấy giờ nhỉ? Bây giờ khoảng gần 6:30. Chưa đến 6:30 chưa biết ai giàu. Thế các anh chị có thể all in tất cả tài khoản vào một cái hôm nay lô về bao nhiêu đấy chẳng hạn. Dạ vâng. Nhưng mà không nên thế. Dạ vâng. Tôi có một cuốn sách mà tôi rất hay mang đi
À tôi xin lỗi, trong suốt cả buổi ngày hôm nay tôi sẽ nói rất nhiều về sách. Lý do là thế này. Tất nhiên tôi bảo anh chị là không nên đọc nhiều sách. Và hãy tin tôi chuyện này, chúng tôi, những người đọc rất nhiều sách, thì chúng tôi loại phần lớn các cuốn sách mà các chị có đọc cũng mệt lắm. Chọn một vài cuốn thôi thì để nói các anh chị chúng ta nên đọc cuốn này. Dạ vâng. Thì trong cuốn sách rất nổi tiếng của Jacob Morgan, ông có cuốn sách nó gọi là Nhà lãnh đạo tương lai. Ông này ông làm một cái việc kỳ cục. Ông đi phỏng vấn hàng trăm các nhà lãnh đạo trên thế giới về doanh nghiệp. Ông hỏi một câu hỏi rất là buồn cười, là năm 2030 thì những người lãnh đạo ở năm 2030 cần có những tố chất gì, tố chất do trời sinh, cần những phẩm chất gì là do rèn luyện, cần có những kiến thức gì là do học tập, cần những năng lực gì là qua thử thách, cần những kinh nghiệm gì qua thời gian. 5 điều. Thì người ta đã trả lời ông, và sau khi viết lại cái quyển sách này, ông đã gửi cho hàng ngàn các lãnh đạo doanh nghiệp trên thế giới. Ông hỏi rằng đây là kết quả nghiên cứu của chúng tôi, các anh có đồng ý hay không, anh thêm gì bớt gì hay không. Và ông viết ra quyển sách gọi Nhà lãnh đạo tương lai. Thì trong cuốn sách này người ta đúc cốt được 5 điều. Thứ nhất là gì ạ? Là người lãnh đạo phải nhìn xa trông rộng. Ông này ông hay dùng những thuật ngữ kiểu bọn Tây, dự đoán nắm bắt được xu hướng. Thì người Việt chúng ta nói là gì? Nhìn xa trông rộng. Là một nhà lãnh đạo thì phải biết xuyên không. Ai là anh chị ở đây, nhất là các chị đã xem phim xuyên không của Trung Quốc và Hàn Quốc ạ? Những bộ phim xuyên không rất là dễ thương, kiểu như là một chàng trai đang giao hàng bây giờ trở về quá khứ, trở thành thái tử, hoàng tử gì đấy. Vâng, hay là đang là một chàng coi như là lái taxi trở về quá khứ, lại trở thành một cái thái giám, nhưng mà vẫn đủ nguyên vũ khí, sống ở trong nội cung, toàn đều sung sướng. Thế thì quay lại xuyên không, một nhà lãnh đạo ngày hôm nay phải biết xuyên không. Chúng ta đang ngồi ở đây vào tháng 8 năm 2023, thì một nhà lãnh đạo phải có khả năng nhìn xa trông rộng. Có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ thực hiện một cuộc xuyên không 5 năm. Vào tháng 8 năm 2028, chúng ta phải trả lời được câu hỏi là lúc này doanh nghiệp chúng ta doanh thu thế nào, lợi nhuận thế nào, có bao nhiêu người, ai làm việc đấy, kinh doanh lĩnh vực gì, bằng những công nghệ gì, và tình hình lúc đấy nó ra làm sao. 5 năm. Và rồi chúng ta phải thực hiện một cuộc xuyên không 3 năm về tương lai, năm 2026. Chúng ta phải thực hiện cuộc xuyên không 1 năm vào năm 2024. Và chúng ta phải thực hiện cuộc xuyên không 1 ngày. Chúng ta phải trả lời được là ngày mai thứ hai chúng ta sẽ phải làm gì. Chúng ta phải làm gì để cái tương lai sau đây 5 năm thành hiện thực. Đấy là phẩm chất của một nhà lãnh đạo. Có nghĩa là gì? Là có khả năng xuyên không, nhìn xa trông rộng và làm được điều gì? Là vạch ra được cái kế hoạch để làm sao thực hiện được cái điều xuyên không đấy. Dạ vâng, đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai các anh chị nhìn thấy không? Là một nhà lãnh đạo thì phải có EQ nhạy bén, là Tây nó hay nói như này. Nhưng mà thực chất là gì ạ? Là chúng ta phải đủ năng lực để cảm nhận được, không phải chỉ bằng các con số, mà thực sự người, mỗi một người lãnh đạo ở đây chúng ta hay gọi là các trực quan, trực giác lãnh đạo. Cái từ trực giác lãnh đạo rất là hay. Các anh chị hãy kiểm tra lại tất cả những cái gì thành công, những quyết định thành công trong cuộc đời của anh chị. Nếu mà bây giờ nghĩ lại cho kỹ thì các anh chị rất ngạc nhiên là tại sao lúc đấy mình quyết định như vậy. Nếu mà dựa trên lý mà nói, dựa trên số liệu mà nói, dựa trên thị trường mà nói, chắc các anh chị không quyết định như vậy. Nhưng bằng một cái trực giác lãnh đạo, các anh chị đã quyết định được chuyện đấy. Hay là chọn người. Các anh chị có bao giờ nghĩ lại những thất bại trong mình chọn một đứa mà sau mới biết là nó chẳng ra gì? Nó là đứa tham ham tiền, đứa ham lợi, đứa lật lọng. Nhưng mà khi chúng ta gặp nó thì chúng ta thấy nó rất là ngon. Thế nhưng cảm giác khi mà tuyển ở giữa cái đoạn ngon đấy, chúng ta thấy hình như gợn lên một cái gì đấy. Bằng một trực giác của con người, của nhà lãnh đạo, chúng ta nhìn thấu được tâm can của một con người. Và đấy là một năng lực của các nhà lãnh đạo. Còn những điều tiếp theo các anh chị biết rồi, những nhà lãnh đạo là những người phải giao tiếp giỏi, những người phải biết lắng nghe hiệu quả, người biết phải nói được làm được. Những người làm lãnh đạo phải thực sự là trở thành những nhà huấn luyện để đào tạo được đội ngũ của mình. Bởi vì chúng ta đều biết khi mà làm lãnh đạo chúng ta sẽ không tự tay làm được tất cả mọi việc, mà chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải tuyển chọn, chúng ta phải đào tạo, chúng ta phải thử thách, đúng không ạ? Chúng ta phải giao việc
và chúng ta phải ủy quyền được. Bởi vì chúng ta không làm được tất cả mọi việc thì chúng ta phải có năng lực đấy. Để cho xung quanh chúng ta có một đội ngũ đủ khả năng để làm thì tất cả những cái bước mà người ta sẽ là một chương trình hoàn toàn khác. Ngày hôm nay các anh chị nên đi học, học về làm sao để có thể tuyển chọn được người tài, có thể đào tạo được người tài, có thể thử thách được người tài, có thể giao việc được người tài và ủy quyền được người tài để họ làm cho mình rất nhiều việc, để mình còn dành tay đi làm những việc khác chứ. Chứ chúng ta sẽ không tự tay làm được tất cả mọi việc. Đấy là điểm khác biệt giữa người lãnh đạo và người quản lý. Những người làm quản lý bao giờ cũng hay khoe là gì ạ? Việc này tôi phải tự tay tôi làm. Cứ ngơi tay em ra là nó hỏng việc. Còn người lãnh đạo là gì? Tôi đã chọn được người như thế này. Tôi đã tuyển chọn, tôi đã đào tạo nó, tôi đã thử thách nó, tôi đã giao việc cho nó và tôi đã ủy quyền cho nó để làm việc này. Và khi đấy tôi đang đi sẽ làm thêm những hướng mới của doanh nghiệp mình. Tôi làm những hướng quan trọng ở doanh nghiệp của mình. Người làm lãnh đạo. Và tất nhiên tôi lại quay điều thứ năm. Thấy không? Ông Jacob Morgan, ông rất thống nhất với tôi là công nghệ giờ này là vũ khí. Lúc nãy tôi nói là công nghệ là kinh nghiệm từ 35 năm của FPT. Và bây giờ một trong những tác giả viết sách hay nhất trên thế giới, nhà lãnh đạo tương lai cũng nói công nghệ. Dạ vâng. Và đây các anh chị nhìn thấy ngay 7 bước mà tôi vừa nói. Đây chính là phẩm chất của nhà lãnh đạo mà phải biết xuyên không là vì thế. Bao giờ cũng vậy. Chúng ta nói đến câu chuyện của 5 năm, 10 năm tới và chúng ta cũng phải nói ngay là ngày mai thứ hai đầu tuần ta phải làm gì để cái việc xuyên không đấy nó thành hiện thực. Đúng không ạ? Dạ vâng. Tôi nói từ nãy đến giờ thì các anh chị đã thấy khó khăn là ngút ngàn. Chúng ta đều hiểu. Và các anh chị có hai lựa chọn. Ở đây là hai hình ảnh con gấu đều dễ thương. Các anh chị đều biết một con gấu ấy là bắt đầu vào mùa thu nó sẽ ăn rất nhiều, nó tích mỡ vào người. Và vào mùa đông nó chui vào đống tuyết, nó ngủ đông. Bây giờ các anh chị cũng có thể, và tôi nghĩ rằng là không ít hơn 20% các doanh nghiệp sẽ cố gắng hạn chế mọi chi tiêu, bớt người, không đầu tư để ngủ đông, thôi ngủ cho nó qua khó khăn này, chờ mùa xuân đến ta đầu tư lại. Cách này không tệ, tôi nói luôn, cách này là cách không tệ. Thế nhưng tôi biết các anh chị đã dám ngồi ở đây, dám ngồi trong căn phòng này là các anh chị là gì? Sẵn sàng chiến đấu. Các anh chị sẽ không chấp nhận ngủ đông, bởi vì các anh chị đã ngồi đây, các anh chị không bao giờ chấp nhận ngủ đông. Nhưng tôi vẫn muốn nói là cái từ tiếng Anh mà mọi người rất hay khuyên các lãnh đạo doanh nghiệp ấy, người ta hay khuyên cái từ gì nhỉ? Gọi là gì? Never give up, đúng không? Các anh chị biết từ này đúng không ạ? Tức là đã làm lãnh đạo doanh nghiệp thì không bao giờ được bỏ cuộc. Có đúng không ạ? Câu này hay lắm. Thế nhưng mà chúng tôi lại có câu khác. Trong rất nhiều hoàn cảnh thì chúng ta lại nên dùng chữ này. Dạ vâng. Trong những hoàn cảnh cần thiết, never give up đồng nghĩa với việc là quá ngu ngốc. Có rất rất nhiều lúc chúng ta cần phải biết give up, biết dừng lại, biết đổi hướng. Các cụ nói rằng là lùi một bước tiến ba bước là chuyện rất bình thường. Tại sao lúc nào cũng phải cắm đầu sống chết? Dạ vâng. Thì từ tiếng Anh này nó có từ tiếng Việt rất hay là chữ ngu. Thì các anh chị phải nhớ là không phải lúc nào cũng phải quyết chiến đến cùng. Chúng ta không cần sống chết đến mức như vậy. Thực sự chúng ta tỉnh táo, nếu cần từ bỏ, lùi một bước để tiến ba bước. Đấy mới là bản lĩnh của một nhà lãnh đạo sáng suốt. À vâng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Để nhận các video tiếp theo, vui lòng ấn đăng ký kênh và biểu tượng chuông.